Xin chào tất cả các em. Cô là Phương Nguyễn, cô đến từ Quảng Ngãi. Cô là phụ huynh của bé Đào Thị Trúc Sinh, sinh năm 2001. Bé đang học là lớp 10, phổ thông ở Đức Phổ. Vừa rồi thì cô có lo du học cho bé. Cô có lo cho hai đứa con gái cô là qua cũng như là du học cho hai đứa con gái, nhưng mà lo hai lần đến các công ty là đều bị từ chối hết. Cô cũng vô cùng là tuyệt vọng. Và nói chung là cũng mắc niềm tin với du học lắm, nhưng mà cái niềm tin du học mãnh liệt của con bé của cô là nó rất là mãnh liệt, nên là cô cũng không có chùn bước. Cô cũng lên mạng tìm hiểu một số công ty, nhưng mà tất cả các công ty á thì họ cũng nói là visa từ chối thì rất là khó, không có công ty nào mà nói dễ hết trơn á. Nhưng mà sau có một công nhân duyên lành là cô may mắn là cô tìm gặp được cái công ty Tân Đại Dương, và điều may mắn là cô gặp được em Thùy Trang tư vấn viên. Thì sau khi mà trao đổi với em Thùy Trang tư vấn viên á, thì nói chung là cô em Thùy Trang mới nói thôi bây giờ là cô nhắn cái thư từ chối cho em qua thử. Thì sau khi nhắn cái thư từ chối cho em qua xong á, thì em nói chung là em biết được và tháo gỡ những khắc phục được những cái khó khăn, những cái trang cái hồ sơ đó mà tìm cách khắc phục được. Thì sau đó thì em mới hướng dẫn là cho bé trong cái viết cái bản kế hoạch thực tập, rồi luyện cho cô á, là trong cái bằng phỏng vấn rất là chu đáo. Sau bao nhiêu lần mà thất bại rồi á, thì giờ này thì cô cũng rất là hy vọng được may mắn là cô được có niềm vui đến với cô được á, là sau khi nộp hồ sơ vô được khoảng 10 ngày là nói chung là bên du học nó điện tới ở bên lãnh sự có điện tới phỏng vấn. Nhưng mà bên công ty Tân Đại Dương đã chuẩn bị cho cô một cái bằng phỏng vấn rất là chu đáo, thực tế đúng với những gì mà lãnh sự quán đã hỏi. Thì sau chiều nay là phỏng vấn, là 6 ngày sau á là nhận được tin là bé đã có visa. Thật là niềm vui quá bất ngờ luôn, tại vì bao nhiêu lần thất bại rồi giờ niềm vui đến quá bất ngờ. Thật sự là bây giờ cái tấm vé du học Úc nó đến tầm tay của bé Đào Thị Trúc Sinh. Thì nói chung là làm cho cái niềm vui nó dâng trào lắm, nó làm cho cô đó là rất là xúc động ghê lắm. Thì cô cũng không có biết nói gì hơn, thì bây giờ cô cũng xin gửi lời chân thành đến công ty Tân Đại Dương, nhất là em Thùy Trang, đã đem đến một cơ hội du học Úc cho con gái của cô. Thì cô cũng xin chúc cho công ty Tân Đại Dương nhiều sức khỏe, ngày càng phát triển, và mong rằng tất cả những sinh viên muốn tìm đến du học hãy tìm đến công ty Tân Đại Dương đầy kinh nghiệm và nhiệt tình và tận tâm.